Xin chào, mỗi ngày học hỏi thêm một chút kiến thức. Và trong video hôm nay, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về hình xăm. Ai là người nghĩ ra hình xăm đầu tiên? Ai là người xăm hình đầu tiên trên thế giới? Có trời mới trả lời được. Có thể các bạn không biết rằng hình xăm đã xuất hiện từ thiên niên kỷ thứ 5 trước công nguyên, tức là loài người đã biết sử dụng hình xăm ít nhất 6.000 năm trước. Bằng chứng là rất nhiều xác ướp mà chúng ta tìm thấy ở Ai Cập và Serbia, thì trên da của nhiều người có tồn tại những hình xăm. Câu hỏi thú vị nhất mà nhiều bạn vẫn đang thắc mắc là tại sao hình xăm có thể tồn tại lâu như vậy? Và liệu nó có tồn tại vĩnh viễn hay không? Có thể các bạn vẫn biết rằng các tế bào trong cơ thể chúng ta luôn chết đi và bị thay mới. Tế bào da cũng không ngoại lệ. Mỗi ngày chúng ta đang lẽ phải làm lễ thương tiếc và vĩnh biệt 500 triệu tế bào da, những người bạn gần gũi và thân thiết. Thế nhưng tại sao tế bào da chết mà hình xăm vẫn còn? Thật khó hiểu phải không? Thực ra thì không hề khó hiểu đâu, nếu các bạn biết nguyên lý tồn tại của hình xăm như thế này. Trên da của chúng ta được cấu tạo từ 3 lớp, gồm có lớp biểu bì, lớp trung bì và lớp hạ bì. Lớp biểu bì bên ngoài cùng liên tục bị thay mới. Vì thế những chiếc đồng hồ mà chúng ta vẽ lên tay sẽ chẳng bao giờ tồn tại được lâu. Nhưng hình xăm thì không như vậy. Khi xăm hình, chúng ta sẽ dùng kim tiêm chọc thủng lớp biểu bì, qua lớp trung bì cho đến khi đi sâu vào lớp hạ bì, thì tại đây mực xăm sẽ được phun ra. Khi nhận thấy sự tấn công từ kẻ lạ thì cơ thể sẽ nhanh chóng điều những tế bào to béo và thèm ăn, có tên là đại thực bào, đến để thực hiện nhiệm vụ giữ gìn an ninh trật tự. Những ông này sẽ nhận diện kẻ lạ xuất hiện trong cơ thể, bao gồm có các cùng mực và bọn vi khuẩn được kim tiêm đưa vào đây. Tiếp theo là đại thực bào sẽ tấn công, tiêu diệt và nuốt nó vào bên trong. Khi đã nuốt bọn vi khuẩn và mực xăm, các đại thực bào sẽ đào thải chúng ra ngoài thông qua hệ bạch huyết. Thế nhưng tại đây, một vấn đề nghiêm trọng đã xảy ra. Đó là những cục mực to như tổ bố thằng ăn mày không làm sao chui vào những ống dẫn hệ bạch huyết được. Thế là tế bào bạch cầu chỉ còn cách để vợ con ở nhà cho thằng khác chăm, hy sinh thân mình ở lại cùng với những cục mực. Vì cục mực không thể đào thải được, cho nên chúng ta sẽ luôn luôn thấy nó trên da, và nó cũng tồn tại vĩnh viễn. Lời khuyên mình dành cho các bạn xăm hình là đừng xăm mình nữa, tội nghiệp cho các tế bào đại thực bào lắm. Như vậy là các bạn đã hiểu tại sao chúng ta có những hình xăm tồn tại rất rất lâu, gần như là vĩnh viễn. Thế thì có một câu hỏi khác được đặt ra là liệu chúng ta có xóa được hình xăm hay không? Có rất nhiều bạn trẻ khi yêu thì cuồng nhiệt, say đắm, ra tiệm xăm tên, xăm hình người yêu trên khắp mọi ngõ ngách. Thế nhưng đến lúc chia tay thì lại khổ sở với đống hình xăm. Tình yêu thì thề non hẹn biển nhưng nó thường không vĩnh cửu. Còn hình xăm thì nó chẳng cần thề thốt nhưng sẽ chung thủy với bạn suốt cuộc đời. Thế nhưng rất may cho chúng ta là bây giờ xăm hình đã có thể xóa, mặc dù không đơn giản như vẽ bút lên tay rồi rửa sạch là xong, nhưng vẫn có thể xóa được hình xăm với một quá trình lâu dài. Vậy xóa hình xăm như thế nào? Thì như các bạn đã biết, về bản chất hình xăm tồn tại được là do các phân tử mực quá lớn, không thể đưa ra khỏi cơ thể thông qua các ống dẫn trong hệ bạch huyết. Vậy thì muốn xóa hình xăm, chúng ta chỉ cần đập tan các cục mực này ra thành các hạt bé hơn để cơ thể có thể đào thải được ra ngoài. Và để có thể chia cắt phân tử mực lớn thành các phân tử bé hơn thì người ta hiện nay đang sử dụng công nghệ laser. Họ sẽ chiếu các tia laser vào chỗ xăm hình, các phân tử mực sẽ bị chia nhỏ. Sau đó thì chỉ ngồi chờ cho các đại thực bào đào thải phân tử mực ra ngoài nữa là xong. Đến đây thì hình xăm đã bị xóa. Tuy nhiên, việc xóa xăm cũng có thể không hiệu quả như mong đợi. Vì thứ nhất, chúng ta phải chờ một thời gian để cơ thể đào thải được hết mực xăm ra ngoài. Thứ hai là dù có chiếu bằng tia laser nhưng chưa chắc đã khiến cho 100% các phân tử mực lớn bị chia nhỏ, vẫn sẽ tồn tại nhiều phân tử mực lớn và thế là hình xăm vẫn còn mờ mờ, phải xóa nhiều lần mới hết được. Thứ ba là việc bắn tia laser vào da rất có thể sẽ làm bỏng da, tổn thương da và để lại sẹo. Cái này thì cũng còn tùy vào công nghệ xóa, công nghệ càng hiện đại thì hiệu quả càng cao, xóa càng gọn và đẹp. Nói chung là trước khi xăm hình thì các bạn nên suy nghĩ thật kỹ, mà cũng không nên xăm tên người yêu làm gì. Trừ khi các bạn có thể làm được một việc, đó là tìm cô người yêu mới có cái tên hệt như cô người yêu cũ. Hy vọng qua video này các bạn đã hiểu về cách hoạt động của hình xăm. Cảm ơn các bạn đã xem video. Xin chào và hẹn gặp lại.